Như các bạn thân mến, đây là con đường đi vào buôn A Co Hông, một trong những cái buôn làng hùng mạnh nhất của người đồng bào Tây Nguyên, ở gần ngay trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột, trung tâm luôn. Con đường này vào quanh co rất là đẹp, cảnh hai bên đường mình chạy lạc lạc mấy dòng các bạn đó. Ở đây nó còn có một cái khu du lịch nữa, nó để là A Co Hông 7, nhưng mà thực ra không phải A Co Hông đâu các bạn nha. Đây là cái con đường vào trong A Co Hông nè. Đó, cái điểm đến của mình đó, Aru cách 200m, Aru Cà Phê. Đây là một cái quán cà phê mà giữ được cái vẻ đẹp cũng như là bản sắc của người đồng bào. Đó, cái cửa thôi nhìn thấy điêu khắc trầm trồ rồi. Đây là cái đường đi vào từ ngay chỗ khu vực gửi xe máy á. Xe máy đi vô mà thấy đẹp vậy rồi đó. Đây là một trong những cái khuôn viên của quán cà phê. Hồi nãy tôi không thấy quán này, chỗ này chứ thấy là ra chỗ này ngồi rồi các bạn. Còn bên trong cái nhà dài này thì cũng có bàn uống cà phê nữa. Hồi nãy thì đông, mình không có vào. Dạ, yeah, các bạn thân mến, trước mặt bên đây là ngôi nhà dài trong khu vực của buôn A Co Hông. Dạ, đây. Giới thiệu các bạn, đây là cầu thang cái dành cho những người phụ nữ trong gia đình và những người khách quý. Còn đây, cầu thang đực xấu hơn, nằm ở bên phải từ trên đi xuống và nằm ở bên trái từ dưới đi lên. Dạ, là mình viết bình thường là nam tả nữ hữu đúng không? Còn như là nữ tả nè, nam hữu nè, nữ bên trái, nam bên phải tại gia đình theo chế độ mẫu hệ các bạn. Người ED theo chế độ ED và mờ nông, người đồng bào Tây Nguyên theo chế độ mẫu hệ. Yeah, chào mừng tất cả các bạn cùng quay lại với kênh vlog của Bình Bột Bự. Và ngày hôm nay Bình đã có mặt ở Buôn Ma Thuột rồi. Như những lời đã hứa từ trước đó, Bình sẽ làm một chủ đề nhỏ về những nơi cà phê ngon tại thành phố Buôn Ma Thuột. Và đừng quên một đăng ký kênh, một subscribe kênh YouTube của Bình các bạn nha. Và ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, có nhiều giải thuyết và cái cách giải thích về tên gọi của thành phố Buôn Ma Thuột. Nhưng mà nhiều người thì hay đọc lộn, các bạn đọc lộn tức là đọc sai đó. Người ta thường hay gọi là Bang Mê Thuột hoặc là Buôn Ma Thuột. Yeah. Buôn Ma Thuột, người Ê Đê hay người Lào gọi thành phố Buôn Ma Thuột là Buôn A Ma Y Thuột, tức là buôn của người Thuột. Y Thuột là một người con của một vị tù trưởng nổi tiếng, có công thành lập ra một cái làng ở Buôn Mê hồi xưa, rất là xưa rồi. Và mình đang ngồi tại một quán cà phê nổi tiếng. Muốn uống cà phê ngon đúng chất với lại của Buôn Mê thì hãy đến quán cà phê Atun tại ngay khu vực của A Co Hông. Buôn A Co Hông các bạn nha. Và tại sao gọi là A Co Hông? A Co có nghĩa là đầu nguồn, còn Hông có nghĩa là suối. A Co Hông có nghĩa là đầu nguồn của một con suối. Con suối này là con suối Ê Nui các bạn ha. Nếu như bạn nào không đọc được, Bình thường hay đọc lộn các bạn, nên là sẽ để cái tên ngay trên này. Các bạn thân mến, thì đây là một ly cà phê khi Bình tới đây người ta mang ra cho Bình. Với nhìn đây là mình biết rồi nè, nhìn cái tách cà phê là mình biết luôn là tách cà phê mang văn hóa truyền thống luôn. Ngay từ đoạn intro lúc đầu, lúc mà các bạn đi vào trong khu vực bên trong á, thì mình thấy có một cái nhà dài đúng không? Quán cà phê này là một trong những quán cà phê còn giữ được nguyên cái nét truyền thống và đặc biệt là cái hương vị của cà phê. Hương vị của cà phê nha. Ở Buôn Đôn, ở Đắk Lắk, ở Buôn Ma Thuột nói chung và các tỉnh như là Gia Lai, Kon Tum thì người ta sẽ trồng loại cà phê là loại cà phê vối, tức là lá to giống như lá vối được gọi là cà phê vối. Cà phê vối có nghĩa là Robusta. Còn ngay khu vực của Lâm Đồng và Brazil trồng rất là nhiều loại cà phê này là cà phê Arabica. Arabica tức là cà phê chè, cái lá nhỏ nó như lá chè vậy đó. Và cái đặc trưng của cà phê Arabica là nó hơi chua một chút. Yeah. Chua nha, mình không nghe lộn đâu, có vị chua. Nên khi mình uống vào mình sẽ cảm nhận được vị chua và sau đó là liền luôn cái cảm giác của cái vỏ cà phê là bị đắng. Robusta cũng như vậy, nhưng mà vị thì nó sẽ đậm đà hơn khu Arabica một chút. Nghe bây giờ mình thử thôi. Mình không uống được cà phê đen cho nên là tôi đi cầm cà phê sữa các bạn. Yeah. Cho một phi sữa nóng nữa nha. Phim quên mất các bạn. Muốn thưởng thức là phải uống nóng mà đúng. Theo thói quen là mình bỏ đá vô. Nhưng mà không sao, mình có kêu thêm một ly nóng nữa rồi. Nhưng mà hồi nãy mình có nếm thử các bạn. Vị thơm.
Thơm cà phê nha. Mình uống cà phê Sài Gòn này, mình uống cà phê ở những cái nơi khác á, đa số là cà phê pha không à. Nhiều người Sài Gòn khi mà lên Buôn Mê uống cà phê về Sài Gòn chê cà phê Buôn Mê dở vì có vị chua do cà phê hư. Không phải hư chua là do hư đâu, mà đó chính là nguyên chất nha. Dạ các bạn thân mến, ngay bây giờ đây mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về nguồn gốc của cây cà phê. Cây cà phê thì đã có rất là lâu đời rồi, cách đây khoảng 6 thế kỷ, tới khoảng thế kỷ thứ 15 ở châu Phi, một đất nước là Ethiopia. Nguồn gốc của cây cà phê là ở Ethiopia. Còn câu chuyện mình kể là truyền thuyết về cây cà phê, truyền thuyết có thật và có thể là không có thật. Đó là câu chuyện dân gian. Thì có một người chăn dê, anh ta tên là Candy. Anh có một cái biệt tài là thổi sáo. Mỗi lần anh thổi sáo thì dù cho đàn dê có ăn ở đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ tập hợp và quay về bên ảnh để cùng nhau về với làng. Trong một ngày thì anh đi chăn dê và anh thổi sáo nhưng đàn dê không quay trở về. Đó, và khi không quay trở về thì anh mới thấy lạ và anh đi kiếm. Thì bình thường anh thổi là đàn dê thường là quay trở về không à. Và khi anh đi kiếm thì anh phát hiện ra những con dê đang hưng phấn, những con đực thì đang tìm những con cái để cùng giao phối với nhau. Cái này là một chuyện lạ. Và anh thấy là những con dê nó ăn những cái trái màu đỏ. Trái màu đỏ thì anh hái ăn thử. Ăn thử thì lúc đầu thì cái vị bên ngoài nó là ngọt, cái vỏ bên ngoài nó ngọt, ăn vô trong thì lại đắng. Nhưng mà một hồi sau thì cảm thấy rất là thơm. Và cũng giống như những con dê sau khi ăn xong thì tinh thần rất là hưng phấn. Và một mạch ảnh cùng với đàn dê lùa về, cố gắng lùa về thật nhanh. Nhưng mà trong một cái tâm thế thì rất là vui mừng, không quên mang về một nắm những loại trái lạ đó mang về cho người vợ của mình. Và khi mang về cho người vợ của mình như vậy thì vợ của anh ta mới nghe những gì anh ta nói và nói rằng đây là loại cây của ma quỷ nên dục đi. Anh ta không tin các bạn. Chính vì vậy anh tiếp tục lại mang cái loại nắm cây này lên cha xứ ở trong cái làng của anh. Thì vị cha xứ cũng tương tự nói như những điều mà chị vợ nói. Thì vị cha xứ cầm nguyên cái nắm đó và quăng vào đống lửa. Thì khi mà quăng vào đống lửa thì nó phát ra một cái mùi thơm các bạn. Chúng ta biết rằng khi rang cà phê đã thơm rồi đúng không? Thì nghe thấy một cái vị thơm thì cha xứ mới nghĩ rằng những cái gì, cái mùi thúi, thúi thay rồi các thứ, thúi tha đồ mới là của ma quỷ. Còn lại thơm tho là của Đức Chúa Trời. Và mới lấy cái loại cây này và ăn thử. Và nguyên một đêm đó ông ta tụng kinh nguyên đêm mà không cảm thấy buồn ngủ và cảm thấy tinh thần rất là sảng khoái. Từ đó trở đi thì người ta bắt đầu sử dụng nhiều hơn về cái loại cà phê này và cái loại trái này, và chưa có đặt tên là cà phê đâu các bạn. Thì trong những cái hành trình của những cái người mà tìm tòi ra các những cái vùng đất như là Christopher Columbus, người phát hiện ra cây cao su á, thì ông ta cũng mang những loại cây này đi khắp nơi và nổi tiếng ở nhiều nơi như Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nơi khác nữa. Đó là nguồn gốc cây cà phê. Và ngay bây giờ đây thì cà phê của mình đã có ly cà phê ấy rồi, ly cà phê sữa nóng rồi, hồi nãy là mình kêu đá các bạn. Đầu tiên là thơm trước nè, cà phê đây nha. Đầu tiên là thơm trước, sau vị thơm á là cái vị đắng đắng của cà phê. Lúc nào cũng vậy, mình sẽ cảm nhận, lưỡi mình nó sẽ cảm nhận những cái vị mà đắng đầu tiên, lúc nào cũng vậy đó. Cho nên thường uống thuốc đắng là như vậy, mặc dù cho rất là nhiều đường đó. Thơm, vị đắng đắng, sau vị đắng là vị chua. Chua này không phải là vị chua từ cà phê hư hoặc là một cái gì khác, mà đó là cái cà phê Robusta. Nó có vị chua và đó là nguyên chất các bạn nha, nguyên chất. Còn thơm thật là thơm ấy, là chỉ có cà phê mà cà phê rang xay rồi cho nhiều nguyên liệu khác nhau nữa thôi. Chợ Kim Biên ở Sài Gòn còn bán những loại cà phê mà một cái bình vậy là bán cả mấy ngày luôn á. Cho nên là cà phê nguyên chất là phải có những vị như thế này. Không có biết uống say cà phê không mà nãy giờ uống hết nửa đi rồi đó. Các bạn nhìn thấy, đợi mình. Cái nhà dài phía sau á, nhà dài phía sau nha, là đặc sản của người ED đó. Người ED là theo chế độ mẫu hệ các bạn, theo chế độ mẫu hệ. Chính vì vậy cho nên là nhà dài cũng thể hiện được những cái yếu tố đó.
Nhà này là do nhà của người phụ nữ và người đàn ông tới là ở rẻ đó. Mình thấy sau có những cái cửa sổ đó, có ví dụ có 5 cái cửa sổ là nhà có 5 cô con gái. Cửa sổ nào mở là cửa sổ của cô gái đó đã có chồng. Cửa sổ nào đóng là cửa sổ cô gái chưa có chồng. Trước khi lên cầu thang, lên nhà dài, mình luôn thấy có 2 cái cầu thang á. Và một cái cầu thang mà có vầng trăng lưỡi liềm và bầu ngực á, thể hiện cho yếu tố mẫu hệ các bạn. Khách quý mới được đi cầu thang này, còn cái cầu thang nhỏ kế bên là dành cho đàn ông. Trong nhà đi, đàn ông được đối xử tốt chưa? Cầu thang nhỏ là dành cho đàn ông đi. Cầu và người nhà cũng có thể đi. Còn cái cầu thang mà cầm bộ dú là dành cho những khách. Đó, trong gia đình đó. Vô thì mình sẽ bắt gặp một cái ghế topam. Ghế này là ghế gỗ bằng cây cổ thụ. Một cái cây, một cây làm ra cái ghế đó thôi. Dài lắm. Và nhà giàu thì cồng chiêng nhiều thôi. Cứ cồng chiêng mà đo. Còn bây giờ thì hồi xưa nha, chứ còn bây giờ nhà giàu là đo bằng tiền vàng. Và quan trọng hơn hết nữa là chế độ mẫu hệ là một cái chế độ tồn tại từ ngày xưa đến giờ rồi. Ngày xưa thời nguyên thủy là mình đã có chế độ mẫu hệ rồi. Sau đó thì bắt đầu mới dần dần mình mới có chế độ phụ hệ. Nhưng mà chế độ mẫu hệ vẫn là một trong những chế độ mà khắc sâu vô trong cái văn hóa của con người từ rất là lâu đời này, đúng không? Cho nên là bây giờ mình lấy ví dụ nha. Cái này mình gọi là gì? Cái điện thoại. Cái này mình gọi là gì? Cái ly. Cái này mình gọi là gì? Cái phim. Cái này mình gọi là gì? Cái đồng hồ, cái laptop. Không ai gọi đó là cái đực hết á. Đực này, đực kia, đực điện thoại, đực ly, đực ly, đực phim. Không gọi, toàn gọi là cái không. Tại vì cái là sinh sôi phát triển nảy nở. Cái cầu thang có cái bầu ngực cũng thể hiện cho cái sự sinh sôi phát triển nảy nở. Mong muốn cho dân tộc, mong muốn cho gia đình mạnh khỏe, sung túc, giàu có. Chế độ mẫu hệ. Nên sông lớn người ta sẽ gọi là sông cái, đúng không? Đường lớn người ta sẽ gọi là đường cái. Đánh bài người mà cầm nhiều tiền mà chi, người ta gọi là nhà cái. Hoặc là nhà cái là những người mà đầu nậu á, gọi là nhà cái, đâu có ai gọi nhà được đâu, đúng không? Chính vì vậy cho nên đó là một cái hay mà bây giờ mình vẫn còn. Tuy nhiên những kiến thức mình biết thì là hạn hẹp thôi các bạn nha. Chia sẻ theo góc điện, quan niệm của, tức là chia sẻ theo hướng chủ quan, theo cá nhân của mình. Nếu như các bạn có thắc mắc hoặc các bạn có tranh luận thì có thể comment để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Chắc chắn là nhân vô thập toàn mà, đúng không? Giáo sư, tiến sĩ người ta còn bị nói mà huống chi một con người bình thường như mình. Ok, và đây là quán cà phê. Nếu như các bạn muốn thưởng thức đúng cái cà phê nguyên bản của người Buôn Mê, mình gọi là Buôn Ma, xin lỗi, Buôn Ma Thuột, Bang Mê Thuột, lưu ý ha, hai tên gọi. Nhưng mà tên gọi nào cũng được hết á, Bang Mê Thuột hoặc là Buôn. Các bạn hiểu tôi chứ? Đó, Bang Mê Thuột hoặc là Buôn Ma Thuột, lưu ý ha các bạn. Và đây là một trong những cái quán cà phê giữ được cái hương vị đúng nguyên bản của người Bang Mê. Cà phê Atun ở Buôn A Cô Hồng. Rồi bây giờ cùng với Bình khám phá những quán cà phê khác nào. Xin mời.